cái trợ giúp cái thằng lão tổ ba đạo không, tức là lấy lại công đạo của cái Lưu Ly Tông. Tôi nhớ lại là Một là trợ giúp nó trở thành đại đạo, hai là lấy lại công đạo, ba là tạm lui, bốn là không can thiệp. lấy lại công đạo, nhưng mà lấy lại công đạo thì nó sẽ giết ông. Không, tôi nhớ lấy lại công đạo là đánh nhau với nữ tử, còn lấy lại công đạo thì là đánh nhau với lão tổ. Quan trọng là xong cứu hai bên, bên nào nó cái có lợi cho mình ấy. Phượng Hoàng ấy thì nó cũng phải giết thằng đấy mà, thằng nào phải giết nó mà, giết nó mấy lần mà, giết cái thằng Long Mà Tổ đạo đấy mấy lão lần, tổ, giết mà thằng đạo lão tổ mà ý quan trọng là không phải là giết nên như nào, ý là bây giờ mình giết cái thì mình sẽ được cái gì của nó ấy. Xem là cái gì này. Tôi ngày trước tôi làm qua rồi nhưng mà chỉ làm có một cái quên mất sếp vừa nãy. trọng thương này. À, đạo lão tổ đúng không? Chạy phát biết ngay. Ủa đi con mẹ chơi chơi lôi nhìn ghê vậy cả lôi mạnh thật sự. Xem người ta chơi lôi thôi thì tôi đã chơi lôi lần nào đâu. Tôi chưa chơi rồi lần nào. Nếu mà lôi chắc chắn là mạnh nhất rồi. Ở đây em mới nhớ rồi, chọn cái xương thì là ra cái con u hồn, là con cưỡi. Chọn cái đầu tiên thì tăng 6 loại tư chất linh can, chọn cái mạnh xương thì là u hồn. Nhưng mà bây giờ không biết nó làm lại cái xương của linh thú này có ngon hơn không hay vẫn thế. Xương ngô chứ gì. Chắc là mình ngộ tính, à, ngộ tính 140 cao phết này. Con này tự nhiên ngẫu nhiên được một ngộ tính ngon vãi lì luôn. Tiền hết tiền nhanh đấy nhỉ. Tôi sẽ chơi chay không ạ? Chơi lại trận được, chơi chay cũng được. Tôi sẽ quay lại quá trình chơi để lấy làm kỷ niệm. Nó sẽ hơi bị
bị dài đã lên. Lưu 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 game lưu game lưu game luyện khí trung kỳ tôi sẽ đổi tên con này à thôi để tên nguyên gốc này đỡ phải nghĩ. Vào la không bắt được à? Buồn 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 có chuyện ông ơi, bắt vỗ la nếu bắt được là tôi bắt ngay. Sáu linh căn từ chất tăng lên 15 điểm hoặc là tọa kỵ của u hồn kim đan khí vận chết bất tử thì được 3 giây à 5 bạn 5 giây nhưng mà chỉ được 3 lần để trả cái nào hay ạ. Trời đập đầu game phải quá. Nấm tớ chọn cậu. Đi mẹ tôi với cả Pokemon nấm của tôi đã đi mẹ này được chiến công đầu tiên. Không xem không anh em đàm đạo anh em mình xem Trời của tôi đang nhau đấy đứng này này. xem của nhau đấy đàm đạo cho vui lắm. Trao đổi vào công à? Đánh cái con này trâu ấy nhỉ. Mấy giây Chưa triệu chưa hồi con đệ kia được 40 giây à? Đâu chưa được, có hơn 35 giây thôi. Là thế nào bây giờ? Luyện
Lấy linh thú đi. Linh thú ở được với mình. Sơ ngủ. Linh thú Thú cưới. Cưới cưới. Cưới lưng nó. Kim đan cảnh. Đứa làm hào hữu rồi, thích và lờ ở vừa này tôi quên không thu thập con thụ yêu ông ấy, quên Này ra ông bắt con nào vượt cấp chưa? vượt cấp, ông đánh nó không mà đòi vượt cấp. Vượt thì Ý không nó bay thì ít ra mấy con trúc cơ trước mắt này tôi chuẩn bị bắt này. thì bắt vẫn có mắt bình thường ấy chứ. Trúc cơ thì may ra còn đánh được lên từ cái tầm kết tinh em. Khoai quá. Hoài lại lừa đồ lại yêu từ khi bật hack lên rồi, nãy không bật hack lên nó đánh cho thì mẹ như con. Từ đầu cũng hay mà. À, mê linh thạch. Ngày tháng trôi qua lâu vãi lâu. Bây giờ kiếm ít linh thạch á. Dương tổ sư văn phòng chưa gì đã có mẹ mình à, nhiệm vụ này đơn giản. Thì một chị hơn. What the fuck Cái đeo đây. yêu mẹ này. Ôi chà. Mấy cái quyển sách nâng cấp ở đây mẹ bọn đấu giá nhiều thật. Được lấy hết à? Không, cái tình gọi là nhẹ quên mất. Kỹ càng thảo dược tình trạng tình nghiên à, nghĩa là mấy cái kết tinh này là chả cần phải đánh quái nó cũng học được hay đấy và thế chứ mày. Để lấy đi. Quái ra đánh người thường Ghê mà thế. Game giờ này lưu có vẻ lâu lâu nhỉ. Anh giàu ra chạy thế.
Phục liên tục Ờ đâu không, xa. ở với con thú nó có thể qua map của mình được nhé. Cái gì? Vậy lúc đó tao đang bật con thú đúng không? À. Thế tao đi qua map mà đi cùng luôn. Rồi. Vẫn tiếp tục đánh. Chứ nó không không chui vào biến thành con Nó nhỏ. không, nó không như ngày xưa nữa. Ngày xưa mình triệu hồi hoa linh hay là để qua map khác là mất luôn, em hiểu không? Con này đặc biệt hơn. Ừ, cái này bây giờ nó không không mất nữa. Tôi nghĩ chỉ riêng con này thì đâu. Đó, cả bọn đệ mà tôi test rồi. Ồ, Ông chơi thổ à? thế thì cái bọn này nó vẫn đeo cho cái bảng treo thưởng là giết người nhỉ. Ông cho thổ à? Ông chơi thổ Đây à? này, nghĩa là cái bọn này kia cái nhiệm vụ ấy ở, ở trên bảng đúng không, bọn nó tiêu diệt lẫn nhau ấy, mình đỡ được ạ, cay vẫn luôn. Thằng nào thích tôi làm cho cái nhiệm vụ cho ấy, giết một thằng luyện khí cho hẳn 10.000 linh thạch thì mẹ thi nhau giết ngay, mẹ 10 vạn, 1 vạn, 10 vạn đấy. 1 vạn, 10.000 là 1 vạn, À, đợ. Ờ, 1 vạn là 1.000, 1 vạn là mười 1 vạn, vạn một là vạn là 10.000. đúng không nhỉ? Ừ, 1 vạn là 10.000, đúng rồi, 1 vạn, 1 vạn, quên mất. Cái độ thiện cảm của con rồng thì nó như nào? Tôi Tôi đang chơi thấy rồng bây đéo giờ. là tôi chơi rồng nhưng mà tôi cho lên suốt mà chả biết nó được cái gì không. Học xong video này không? À sao? Học xong nó không biến mất cái sách ở đây à? Ủa, ông gặp ông già thì mẹ cho ông tiền chưa? Sao? Nghĩa là ông đi đâu?
Tôi vào Thì shop ông mua. làm cái ông làm cái gì? Tôi vào shop mua thôi thì ông ấy nhét vào tay 3.500 linh thạch. Ông có nội vận khí là gì? Khí À. đang vận khí được không, có ông già đầu hơi quái dị Không phải có vận khí gì thì nó mới cho đấy chứ. không có, và mua đồ bình thường thôi. Làm tự nhiên các lôi nhau ra nói chuyện. Ma nhỉ. Chuyện với mình bảo ma. Tầm linh phù mua tầm này đắt á, thành ra chắc vẫn phải đi bộ rồi. Hôm nay vừa nghèo vừa yếu vừa phế vật. Được cái con nó bị thu hút bởi con đệ này hay phết nhỉ. Không nhỉ. Chết đệ là mấy tháng mới hồi sinh đấy, à, dưỡng thương đấy. Ở đây mà hốp ấy, mở đây mà hốp ấy, chết cái này nhịn còn gì nữa. Thế thực ra như này này cho nó đi lên lịch luyện ngon hơn nhá. Nó Nghĩa là thu về cho mình cái gì? quan trọng là nó có cái điểm gì để thu về, nó phải có kỹ năng gì chứ, ông hiểu không? Nó chả có kỹ năng gì thì phải cho nó đi học tập dần thôi. Nghĩa là ngẫu nhiên ở ngoài đấy nó sẽ học được cái gì đấy. Cần Lịch luyện cần tổ thì đội lịch không? luyện lại, có một mình nó cũng được, có đỡ lên cao thì cho thêm vào, thực chất cũng chả cần một. À, Thế có bây giờ con lên cháu đi luôn đi nhỉ. trước mắt đang lịch luyện, có con lên được kim đan rồi này, à nhầm, kết tinh rồi. Hay cháu đi lịch luôn đi nhỉ. Du lịch luôn đi. Ừ, cho du lịch luôn, Lúc nào nhỉ? cho ép ui cái con chibi nhưng mà nó phóng to lên ấy, nó bị vỡ hình, bọn làm game ngu đéo chịu được không ạ. Đi con mẹ ngu vãi lồn làm game. Cái người ta phóng to ra để người ta nhìn, địt mẹ lại bị vỡ. Đồ mày.
Tôi chưa có con thay thế nên chưa cho nó đi lịch luyện được. Ừ, từ từ Ông để có cho con đi gì rồi? học. Ông có con gì rồi? Tôi à, tôi đời Đủ bộ chưa? đủ bộ thì không đủ, nhưng mà tôi mới còn phóng sinh bớt đi đấy, tôi được hơn 20 con này. Pokemon à? Pokemon dễ bắt mà, Cho nó còn mấy máu rồi bắt rồi đúng không? quan trọng là nó không tốt thì tôi phóng sinh ngay. Để nhiều thế à, bọn nó yếu và yếu lại còn chiến đấu, cái kỹ năng của nó ít ấy, không full bỏ luôn. Quan trọng bây giờ mình đi làm cái gì bây giờ ta? À ừ, làm nhiệm vụ chính đó. À, có con Thạch Linh đây rồi, bắt nó đã. Còn đi khỏe không? Không biết. Để xem thử nó như nào. Cái con là cái con mà mình đấy, con mà bình thường nó ở hay mấy cái thành ấy, thị trấn ấy, nó có để mình học cái kỹ năng luyện chế, như kiểu gì ta gọi là gì nhỉ, không không nhớ cái tên gọi, nó tên là Huyền Tinh Thạch Linh. Khỏe thế nhở con này. À mình lên hậu kỳ đã chứ. Quên không lên hậu kỳ này. Hậu kỳ là khỏe ngay. Đẹp, nó đéo cho bắt ông ạ. Buồn vậy luôn. Sao có lúc nó không cho bắt chứ? Hoặc là có thể là do mình level cao nó không cho bắt chăng? Tới F4. Đúng không? Nhớ không? Mình vượt quá cái cấp độ ấy. Đấy, thì như thế rồi. Vãi lồn. Game vu đéo chịu được. Đi. Bắt con gì đây? Vãi lồn. Nhưng mà mình đang ở Kim Đan, đéo cho bắt ở cái thằng kết tinh á, vãi cả lồn. À, Kim Đan đéo bắt được thằng cụ Linh á. Ở đâu? Đang không bắt được cụ Linh thì đúng mẹ ăn thì phải. Không, không phải, Kim Đan không bắt được kết tinh. Từ từ mà chơi. Thong dong ngắm cảnh không ạ? Ừ,
mộc cho chơi. Đổi đi đổi lại vậy. Chơi gì không? Khê Đông Trần. Xem cái đéo cười đéo, cười đéo. Ghép vào nhà thì mình cười ở chữ rồi. Có follow cái anh da vàng rồi. Ở đây cái con rán bị bắt chui ở nhà khổ ở chữ rồi. Đồng Thôi Sơn.
phía sau nữa. Xem đeo đây đang xem lại cái lớn lớn ở trên Facebook tự nhiên thấy cái bộ gì ta cá mực hầm mực cá hầm mực Vũ Steam mà không biết bạn là chơi cái gì trên đấy. Chơi cái gì cả? Thằng nào? Cái bộ cá hầm mực. Tiền thì xem phim. À, nhìn thấy chưa? Xem đã. Đi ăn đã ông ạ. Vừa ăn rồi xem tí chơi xong. Ông chơi chơi đi nhá. Đang bèm rồi.
phải. À, khỏe hơn nhiều. Tấn công hộ tâm, hội tâm, bảo kích thì yếu. Rồi cho nó đi lịch luyện thôi. Chết quên, không bán cái kia, để trong túi, mình thấy bán luôn.
số gọi có thật này nhá. Chồng lấy anh cấp nước được không? Đựng nước bình thường không? Chẳng qua không cả. Gì? Em gọi luôn. Anh uống bác sĩ. Ôi, thật xịt hết.
Cười đó chịu luôn. Tập trung lên cấp nào, tập trung lên cấp nào. Cái gì đấy? Cảm ngộ thiên địa. Uầy. Uầy, ông ơi. Cái gì đây? Đi con mẹ mấy con cua của tôi nó đi lịch luyện về căng vãi luôn, ông xem không? Đây là kỹ năng gì? Ông nhìn đi. Nhiều đồ vãi cắc. À, thu thập linh thạch đấy. Hay để làm gì ạ? đâu từ từ phóng to cái lên đã, bé có chạy nhìn thấy gì chân khí à? À thì nó cái thiên nó bị đấy trọng thương ấy, nghe bị chết ấy thì là trọng thương, còn cái bên cạnh là cho nó ăn để nó lên acid để lên cấp đấy. Hợp Bọn này đột lý, phá thì vậy thôi, hợp lý, hợp lý. cứ cho nó nếu mà ông nhá, ông bây giờ bật chế độ ép lại đi. Ấy ổn, ông ép lại đi, nghĩa là cái con nào kỹ năng của ông ấy nó full rồi đúng không, từ từ quay lại đi, ép đi xong tí được luyện sau, ông ấn vào tất cả đi.
Là cái con này đúng không? Cái con nấm của ông ấy lúc đầu ấy, coi lại nấm đi. Ấn là nấm đi. Ấn nấm đây đúng là có hai kỹ năng lúc đầu đúng không? Nếu mà ông có thể là đột phá, ấy nó đột phá được rồi kìa, đột phá đi. À chưa đủ à? Thế thì nuôi nấm. Mà cần gì đừng nuôi. Không không phải nuôi á, đừng đừng nuôi. Cái đây hết hết đồ nuôi rồi, cái này ông chỉ cần đi đánh một hai trận nữa cũng được. Xong là ông ấn đã có hai kỹ năng đúng không? Nếu mà cho được luyện ấy, lâu lâu nó sẽ có kỹ năng tăng lên, nhưng mà ngẫu nhiên thôi, còn không có lúc không ta. Còn cái con này thì cụ thể thôi. Nhưng mà bọn ấy đi học thì cái kỹ năng cũng có thể học được, thăm dò cái chiến đấu và cái đấy nó sẽ ngẫu nhiên đấy. À đây ông cho ta tìm tài phú, bây giờ ông muốn cho nó thăm dò đúng không, là phải cái giải thế giới thì sẽ ngẫu nhiên ra được kỹ năng và thêm cái đấy phải có kỹ năng, còn cái tài phú thì lúc nào cũng có rồi, là mấy cái tài phú trí tuệ lực lượng sách sủng các thứ sẽ có, còn ông phải cho nó về cái sách kỹ năng thế giới kia hợp lý hơn đấy, cái thì nó học được kỹ năng ấy, học thêm kỹ năng cả hai kỹ năng luôn ngẫu nhiên trừ khi nó chưa học full thôi. Nói chung con nào ngon thì đây thôi, còn bây giờ cứ hiện tại chưa có cái gì thì cứ bắt đã. Mới vào môn phái xong vào tông môn xong Luyện khí hậu kỳ. Rồi làm lên luôn trúc cơ rồi còn gì nữa. Dễ mà. thẳng lên đấy. Chả cần phải học sách gì cả, cứ thế vào đập rồi. Thẳng lên đấy. Ừ. Mạnh mà, mình mạnh mà. Có đủ đậu đan là được. Tôi lấy được một đồ rồi mà. Bắt được Nhét con, bắt được con cua kia luôn. đan là được, cài đặt lại đi, setting lại, bỏ hướng dẫn đi, lâu lâu bật lên vướng hết cả mắt. Ở đây đi vào đây luôn. Nó lên cấp trước mình à? Không. Tùy tùy nữa, có con đấy mình Ví nó dụ lên như trước con nấm về à, ông phải lên trúc cơ nữa thì phải, vậy cho nó lên cùng mình thì phải, tôi không biết nữa, thử thì đã thử biết ngay mà, ông cứ dùng đi, ấn ép đi, bọn này không giết được nó đâu, để cho nó lên cấp cho nhanh. boss mới dùng đấy. Bọn này mini boss đấy mà, boss này không giết được nó đâu. Thử À, cái gì đó? Vẫn thiếu 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 à, không phải thiếu mà là thiếu phải thiếu. đan, thiếu đạo, thiếu đan bây giờ ấy, bây giờ ông mà từ từ ôi vào rồi, Làm sao? không không cái đấy tí nữa xong ra quên mất đấy, quên mất rồi, một bước như này. Ờ cứ chơi hết cái này đi. Pokemon giết nó. Úi xôi, bịt mẹ. Bum 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 bum. Lấy cái gì? Không, Bịt mẹ, cứ phải để tôi làm hết rồi. Con này như lồn đấy. không phải, nó bảo là cho ông lát hit đấy. Nhường nhường Ông hiểu nhường không? nhường nhường gôn nhường gôn. Nhường cho ông lát hit thì còn gì nữa, gọi là lát hit, ấn ép lại đi. Từ từ. Nhường gôn nhường gôn đúng không? Nhường tiền đấy. Nhường tiền cho AD. AD khỏe. Ép đi không?
ấn tất cả đi, luyện luyện lịch đi, luyện lịch, Con này à ấn lịch à? luyện chứ, lịch luyện, ông triệu hồi lại con kia đi, ở à, đấy đủ rồi này, à quay quay trở lại đi. Cho con đại giải về làm hộ vệ Xong cho con này đi để à? cho nó luyện lịch rồi mới lên cấp được, nhanh 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 không tin, ủi Tôi muốn con kia đi về cơ, không cần đâu. không, ông không không làm tí không kiếm được cái đan lên cấp của nó, không phải là lúc nào cũng ra đan lên cấp đâu, phải phải kiếm được đan lên cấp của nó cơ. Thực ra tôi cũng không muốn nuôi con nấm này lâu, nên kệ nó đi. Tôi muốn nuôi con cua kia cơ. Đau quá. Đít nó. Mà ông đủ 100 rồi mà ông đánh nhiều đấy, 100 mảnh thừa rồi còn gì nữa, Tôi muốn đánh đấu nhiều không em đấu đi. giá đấu giá nữa không ạ? À. 200 mảnh mà. Ui, mới có 98 này. Tôi muốn đánh lên 200 để đấu giá một viên nữa. Coi như lãi một nửa. Một nửa tiền còn đi ấy nữa mà. Còn đi chế tác ở xưởng. Ừ, quên mất, hợp lý. Ban đầu chả phải kiếm tiền bằng cách đấy. Biết làm nào. Yếu như cứt. Làm nhiệm vụ thì lâu. Quên mất, toàn mẹ mày quên gọi Pokemon thôi. Đi Ờ, mẹ không biết đi. đánh con phù tang này thì đánh con nào nhỉ? Lâu lắm rồi không đánh phù tang. À, bắt được cả phù tang này. Nhiệm vụ cốt truyện này, lúc đầu là cướp cái gì nhỉ? Cướp cái nhánh cây phù tang về cho cái con hậu vệ ở hậu nghệ. Ông hiểu không? Xong, bình thường là ông sẽ đến chỗ cây cây ở map 2 đúng không? Thì ông một là trợ giúp nó, hai là thỉnh nhầm, một là thỉnh cầu, hai là cướp đoạt. Nếu mà ông cướp đoạt thì đánh con phù tang ấy, hoặc là hậu thỉnh cầu thì đi đánh cái con gì nhỉ, cái con gì mà xoay 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 ấy, không xoay thanh kiếm ở trên người ấy. Con gì đó, ủa kỹ năng con này nhiều lắm ông ạ, chỉ có một lần duy nhất mong là bắt được. LTF4 ngáo thế. Lần duy nhất đéo gì, vô hạn lần. Đúng không? Tôi lưu rồi, tôi lưu đoạn ngoài rồi, có gì thoát ra vào lại được. À, cần gì thoát ra vào lại đâu, bây giờ không cần thoát ra vào lại nữa, tự có lưu xếp lại luôn rồi, Như cần nào? gì phải alt f4. Ấn nút nào? Ô bây giờ ông ấn alt f4 ra, ông ấn c lên đi, xong game đi, cần gì phải alt f4 như trước nữa. Biết đâu. Đâu nút nào? Từ từ, đang đang đánh giờ, đợi tí. Tải lại lưu trữ bảo tồn vào. Đâu, thấy chưa? Thấy ở đây. Ok. Đấy, cần gì alt F4 bây giờ nữa đâu mà. Ồ, đéo bắt được đâu, con này nó không cho bắt đâu ạ. Không, không cho bắt. Có chuyện nó không cho bắt. Hiện holo là bắt được mà. Hộ hiện không bắt được. Đáng hận, đáng hận. Phù tăng thủ hộ giả. Thôi, xếp lại, chả muốn bắt nó. Cũng không phải không bắt được, mà là không bắt được luôn đấy chứ. Có chuyện ông cho bắt đâu ông ơi. Ôi, mà cái con đấy chỉ có duy nhất ở trong đấy một lần đấy, nó không cho đâu. Không phải mấy cái con quái tập nham như ngoài kia.
Lâu lâu anh nấm của con này này nó hồi máu cho đấy ông đấm vào làm gì à, búp chạy nhanh này à, con của ông chưa có chưa học kỹ năng ở đây nó phải có 3 kỹ năng cơ. Trăm rồi, lướt tục tiếp tục tiếp. Thế ông có giúp cái nhiệm vụ kia không? Giúp là Nhiệm vụ của cái con trong map 1 đấy à, ở thôn ấy. thôn à, Thôn này. thôn nào. Thì có mỗi thôn nào nữa ở trong này, có một thôn ấy không? Thôn đầu tiên này. Cướp đấy á, tôi không làm. Cái chay không làm lấy trúc cơ ấy. Thì nó có cái sách cam lúc đầu nó búp cho bao nhiêu Đồ ấy tôi bán rồi, tôi lấy không tôi bán rồi. Ở đây con kia quay về này, ấm yêu Tuvida này ấm. lên cấp đi. Tôi sẽ trang bị con cua lên đó. Con cua hiện tại nó khỏe hơn. Ở đây khai mình thú người chạy xin. Thế còn lên cấp được không? Tớ sợ lại cho lịch luyện con đấy rồi. Cho lịch luyện con đâm Con này sắp lên cấp chưa? con này á, con cua này á, chưa còn mướt không Lịch luyện bao lâu mà vẫn chưa lên được tí nào SPC đó. này, ông nhìn này, chả lên mấy này, Nuôi nó luôn. đây đang Như đang cho nuôi ngọc này, vào. nuôi à. Thế thì phải nuôi. Yêu Tuvida kệ mẹ, Cái tu vi đan với ở đấy anh vào cái này mà chơi của tôi này. đã. Cái gì vậy? Cái gì không? Cái gì không? Tên là ngầu lồn mới à.
lại tôi ALT F4 nó lại bị văng văng livestream rồi. Quá hay. Buồn cuối khỏe lắm không ạ? Ông ơi, Ai? cuối khỏe lắm. Ừ, con này cũng khỏe mà, chỉ là nó ngắn quá. Cuối được của nó đấy ông ơi. Chết con mẹ rồi. Thu thập minh xa thất bại. Bộ mình giết luôn à. Bộ mình đéo cần. Đéo cần luôn không ạ? Giờ yếu. Kéo chết luôn đi. Sao bắt mấy con đánh diện rộng phê vết lại nhỉ?
Bây giờ mấy cái thành trấn bây giờ đông vãi lồn rồi. Không nhỉ? Cái gì á? Mấy cái thành trấn bây giờ đông vãi lồn rồi. Đông dân cờ giết bớt đi không? Đây, để xem bắt được con ta mô tốt không. Lĩnh ngộ chiến đấu kỹ năng. Có cái địa địa danh mới này không ơi? Chỉ khuyết cốc ấy. À, cái lồn như thế à, tông môn à? Mày update nhiều không? Địt mẹ môn phái có mỗi một cái cây thôi, có mỗi một chủ tù công pháp thôi, có mỗi hệ mộc chắc đâu. Chặt vãi cả lồn Phế vật. đấy, gọi là chuyên tu không lan man, không hiểu Thế này tông môn sẽ bị diệt lắm. mà Tông phải môn khác lại nhiều kỹ năng khác lại đây nó diệt phát chết luôn. Này thì mộc tu của chúng tôi vác hỏa tu đi nó thôi đốt thôi. Đấy, tam tam túc ô đây này cũng không bắt được đây, cũng có kỹ năng, con này có 3 kỹ năng, con này có 2 kỹ năng, không bắt được. của tôi khỏe vãi cắc à.
Xét đánh con lên tim mà kinh thật, trời hay thế, thách đấu máy chủ siêu cấp. Đang chơi LOL. Không, xem bọn nào chơi top Xem 1 thách đấu máy chủ siêu cấp. chơi Arab Không, à? thách đấu mọi người đào ra đào. Này, tôi bắt Minh Xà này ông ơi. Ông xem tôi bắt Minh Xà. Một nghìn bảy trăm hai chín xác định chuẩn, ok đúng rồi. Chết mẹ nó đánh xét rồi ông ơi. Ông ơi, bắt được không? Ông. Cái gì bắt, cái gì bắt được, Bắt được không? Dê. Cái gì đây? Nhưng mà địa đạo á. Cái này có bán không nhỉ? Nhỉ, cái này bán không? Bán được đấy nhỉ? Đi đâu ra luôn. đít mẹ chốc đang đầy máu đấm phát chết luôn á. Chưa full. Uff. Còn mẹ. Gửi cho Linh xem đó. Cái gì á, từ từ chẳng nghe thấy gì. Alo, Gửi Linh xem đó. gửi cái gì Liên Minh á, ông muốn xem à? Thử xem như Đó nào. hay, đi đã lật kèo kinh nhật, thằng thằng này nó lật kèo nhiều. Ở cái địt mẹ sao đéo được. Mẹ cái địt bị ngu mẹ rồi, lồn mẹ đi con. Hay thế giờ thì mẹ mày cũng chơi cùng thế mà, thì mẹ tiếp lại làm được gì. Linh lực đã đủ, sinh lực thiếu trầm trọng.
mình chưa bắt được mấy con cấp cuối khỏe không? Thì bọn nó cũng khỏe mà. Con rồng đẹp đấy ông ơi, Cái gì á? con minh xà đẹp quá. Tôi cần bắt được cái Tam Túc Ô này này. Bắt được cả Hậu Nghệ không ạ? Có bán phát chết một hàng. Mày phóng to lên bị vỡ. Con rán bùi cầm cái chuông hai bên cái lục lạc cái lên được cấp đã tính sao? À, lên cảnh đã.
Hết rồi. Gọi thú mất niệm lực à? Cái gì hả? Gọi Ừ, thú. nhậm lực như bùi bịp mẹ lên bao nhiêu cấp vẫn thế, đéo tăng lên được tí bùi, đéo có một cơ duyên nào, vẫn như kiểu một thằng người phàm Học sách vậy. niệm lực à? Đéo có cái bùi này, cái ngủ vẫy bùi. Không học sách niệm lực à? À, niệm lực nha, quên mất, cứ cứ nhớ quên mất là cái tinh lực, cái con mẹ tinh lực với thể lực với cả tâm tình, ít cụ ba cái đấy đéo hiểu, cứ 180 80 ăn phải cái nào đi mẹ nó giảm 80% nữa là 80 điểm thì thôi rồi, mãi luôn luôn. Vừa xong tu xong rồi. Cái ông ngũ công chết nhanh thế, mình mới vào được có 3 năm. Bịt mẹ ngũ công đã chết rồi.
kiếm tiền nào hết tiền rồi. À la ngư vung vẩy tự thân xúc tu cho địch nhân số đạo cường lực đánh ra. Sắp cự linh nào. Cái gì? À ớ ừ. Đang đánh con này để qua map kia. Server mai mẹ đông thẳng chơi vãi lồn đúng không ạ? Ra vào đống thẳng luôn. Tôi chơi veteran đống đống thẳng vào chơi. Pokemon cua của tôi khỏe phết không ạ? Lúc triệu hồi nó ra nó bé bé, cho đến lúc nó biến cái càng cua lên to phát cả luôn. Nó gồng cái càng cua lên để tăng thủ tôi đùng. Bạn kia lịch luyện lâu ấy nhỉ, chưa thấy về. Mấy tháng ấy, 3 tháng như vậy. Minh xà với cả dược linh của tôi đang đi chơi. Họ ngầu tên lồn. Bắt con này đã.
Sơn Huy không ấy. Tập Kích Lan. Chết ông ơi. Mà chạy sắp mình lồn. Thiên tài cũng là Sơn Huy đi bạn. Chơi game lâu buồn ngủ vách tắc. Mình biết mẹ hết những cái bí mật của nó rồi. Bây giờ chơi buồn ngủ vách luôn. Đáp đá kinh vãi lùn. Ờ đáp phát chết vãi vào lùn. Đâu chả có giáp, chả có máu, chả có cái gì, chả chết. Cái chay á, cái chay phải mấy năm kiếm sách các thứ. Để tôi TF4 thần trưởng. Ông thấy con đao của tôi chưa? Đi mọi bá đạo thiên hạ luôn. Lại thấy con đao của tôi chưa? Đánh hình thiên đã mất một tí máu nào. Ngầu vậy luôn.
kẹt kẹt cái con cặc gì nhỉ, cái viên đá đấy đéo xả lên được. Cảnh giới gì giờ? Cự linh chưa? Black ơi. Ơi, từ từ. Xong rồi ra làm tiểu của quá đây. Ôi, lại chơi quá. Đang xem bọn bắn dại. À, chơi đánh dại. Ông chơi gì về nãy đấy? Còn gì Bị về cái nãy là như nào? gì? Thì ông vừa nói cái gì ấy? Sơn Huy. Sơn Huy à? Ôi, gì? Vậy đó, hốt thì đánh cái lồ nào được. Đang chán xem tí phim. À nhầm, xem tí bọn nó đánh dại. Con Sơn Huy bố đời một. Con Con Sơn Huy PBE một, Huy bố đời một. lừa chơi. Vào chơi đi đấy. Đang Xe chửi nhau bỏ tí. đấy giải thì Đang chửi nhau tí. Sổ ở đỉnh cao mẹ bắt con nào được con đấy không nhở, bắt Cái con gì ạ? lùn nào cũng được luôn, bắt được Sơn Huy rồi, hợp lý vậy thôi. Ui. Ui con này đẹp thế ông ơi. Con Sơn Huy đẹp cái cặc ấy. Đâu nó thua nhỏ nhìn chắc là đâu. Thì nó to là khác đẹp. Xinh vậy luôn. Nhìn hài luôn. Sát chi vực một trai vàng năm sáu viên đó đủ mẹ ăn à, còn thiếu một viên thủy. Test thú nào, test thú nào. Ôi Sơn, Sơn Huy được em ơi. được, con đấy mạnh, Mạnh vẽ lâu. gọi ra mạnh. Được quả ló luôn đấy nhỉ. Choáng liên tục đấy chứ.
quân ông ơi. Con này nuôi hợp lý, tôi nuôi con này. Ít mẹ mạnh phải cắt này. Sơn Huy xịn lúc lên Nguyên Anh ấy lấy cái chất đây. Sơn Huy được lắm các bạn, Sơn Huy được lắm luôn đấy. Sơn Huy là bạn của mọi nhà. Về sau con Sơn Huy sẽ giúp tôi đánh con Sơn Huy. Chị đọc. Hả? Đọc chị đọc. Mấy tháng mà luyện kỹ năng nữa cả. U chất nhập thú là trái phết đấy, vẻ có vẻ nhiều chức năng à.
kiếm tiền đã, kiếm tiền đã, kiếm tiền đã, quên mất. Năm ca tiền
Chả bắt được sân ăn à, để bắt được con lợn nào. Được khang, được khang cũng được. Được Phun phút 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 phút. khỏe không? Khỏe rồi, nhựa giết nào, thằng nào chỉ là một con quái vật mình lên cấp thôi. Quá là quái vật. Thủy thổ lôi hỏa Không phải bảo kích vậy đâu. Ôi sao. Ác mộng. Làm gì gọi là solo kill?
Đi, mẹ xem cũng buồn ngủ này. Mẹ nó lại đi ngủ rồi. Không nghĩ rồi. Sao đây chưa cơ à? Buồn ngủ quá. Đang đánh mấy cái hỏa cuối cùng. Ông bắt được con hộ không chưa? À mà ông giờ trúc cơ nhờ. Bắt được con hộ không hay mạnh lắm không ạ? Ông không biết con hộ không con nào? Là con trường hữu ấy. Con đấy là con hộ không ấy. Nhiệm vụ cốt truyện này cũng không biết bắt được con này không. Ủa đi con mẹ máu tận 200 ạ. Cái này kim đan làm sao mà đánh được nhỉ? Không thể sử dụng đạo cụ.
mẹ thổ tu như cặc, đánh thì toàn tầm gần, tầm gần địch mẹ thành yếu vãi lùn, vào địch mẹ boss toàn khống chế vãi lùn. Hey,